rồi, đi trời nóng quá cái mình ghé đây nè cả nhà. Cái dưa hấu này 18 kg to đùng luôn. Ngay chỗ này bữa nay nó hội dưa hấu gì ở ngoài nhóc chân, nó quay cho cả nhà xem. Vô đây cho nó mát tí rồi đi tiếp. Giờ mình mua được trái dưa ghen. Thơm lắm, về ăn lâu lắm rồi không ăn dưa ghen cả nhà. Mới đầu mình nhìn tưởng hai trái dưa hấu này hai trái dưa hấu giả, ai ngờ là nó là dưa thiệt luôn cả nhà. Cái này là dưa lưới mà người ta vẽ chữ lên được luôn rồi cả nhà. Cái này là vẽ theo cái đường lưới á nha, vẽ theo cái găng lưới của nó luôn à, chứ không phải là người ta vẽ nghịch đường, nó vẽ theo cái đường găng của nó luôn á. Hay thiệt chứ. Này là lê, thứ cây lê mà mình quay ở ngoài đường rồi cả nhà. Này là lê, tới mùa lê quá trời luôn nè. Đi hóng quá trời luôn. Cái này có cho dưa hấu ăn thử nè, để mình ăn thử miếng nha. Giờ này chưa ăn miếng nó mát. Nó lạnh mà ngọt. Rồi đi tiếp thôi cả nhà ơi. Này giống như cái công viên vậy. Cảnh ở đây nó mát mẻ đẹp ghê luôn cả nhà. Đây là sân vận động. Quá tuyệt vời. Rất là mát mẻ, không khí trong lành đó. Ủa trái, ủa trái qua đây nè. Đây cảnh vật nhìn đẹp lắm luôn. Đây là cái công viên. Rồi giờ mình đang đi gần tới biển rồi cả nhà ơi. Trời chiều rồi mà vẫn còn nắng gắt lắm luôn. Nắng gắt da luôn á. Chỗ cả nhà ơi, trời đang nắng lắm luôn, chiều mà vẫn còn nắng nè, nguyên cái núm rơm di động nè. Đây chào cả nhà, một cái núm rơm di động. Đi người ta dễ thương như là ta núm rơm di động đó, đi cho biết nắng biết lội rồi với người ta. Ê, cho đầu. Ui trời ơi, sâu. Ê nó mềm, trời ơi. Chết là to đồn luôn rồi.
vậy? Đây chim chép cả nhà ơi. Con nó ăn ngọt hơn con hào đó. Rong riêu mọc đầy quanh phủ kính một em. Rồi mình bắt xong rồi, giờ vợ mình đang dựng liều ở đây nha. Còn mình thì nhóm lửa. Đây mình chuẩn bị ở đây, mình nhóm lửa ở đây. Mình tính nhóm lửa nhưng mà ai nhà quên, đem thấy dĩa nướng chạy đi mua dĩa nướng. Giờ mình nhà ở đây nhóm lửa chưa luôn rồi, dựng liều xong rồi nhóm lửa xong luôn. Rồi, bây giờ mình nướng hào nha cả nhà. Đây hào đây, mình bắt xong mình nướng tại chỗ nó ngon. Hào đợt này mập mập sữa không à, hào sữa không à. Mình nướng trực tiếp luôn nha cả nhà. Có đem theo một ít thịt gà để nướng ăn luôn nha cả nhà. Tại vì sợ bắt không có mấy con hào à, có mình có thịt gà mình nướng. Đem theo chì heo.
rồi nha cả nhà. Giờ mình thưởng thức nó thôi, chiều giờ mệt rồi. Thôi ăn thôi, ăn thôi. Nè, con hàu. Ủa, bự quá. Lù luôn rồi cả nhà ơi. Hàu này hàu sữa nha. Sữa mà rất là mập. Đây, rất chi là ngon luôn cả nhà. Dạ nó giòn gụp gụp luôn á cả nhà. Con dạ. Dạ. Ui nóng lắm. Gà đây cả nhà ơi. À, nó vàng ươm luôn á. Nó vàng mà giòn lắm. Rất là giòn. Rất là thơm. Nó giòn nó thơm ăn ngon lắm luôn. Giờ mình thưởng thức miếng gà này cả nha. Đây. Rất là ngon nha. Nó giòn nữa thơm. Này mình nướng lửa than cả nhà. Cái lửa than nó rất là thơm, thơm tự nhiên. Mẹ chưa ăn tại bếp. Vàng ươm luôn á. Chắc là ướm bình. Cái đèn trên kia nó hết bình rồi. Quá tuyệt vời. Chào tạm biệt cả nhà nha. Giờ mình ăn cái canh hủ về, tại trời cũng tối rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Quá tuyệt vời.